Một trong những điểm sáng lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023 vừa qua là sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng vốn FDI, đặc biệt tăng vọt trong thời điểm quý cuối năm. Bên cạnh đó, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với hai đối tác lớn là Mỹ và Nhật Bản trong cùng một năm đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của chính phủ và khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đây sẽ là động lực tăng trưởng rất lớn cho kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bất động sản khu công nghiệp nói riêng trong năm 2024 và cả những năm về sau. Xin chào anh chị nhà đầu tư đã đến với chứng khoán hôm nay cùng TT và chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau về cơ hội thập kỷ của ngành bất động sản khu công nghiệp trong video ngày hôm nay. Để đầu tiên, Nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy lượng vốn FDI đăng ký ở Việt Nam trong năm 2023 đã tăng trưởng 32,1% so với năm 2022 trước đó đạt tổng là 36,6 tỷ đô sau 3 năm liên tiếp lượng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam có sự rụt giảm thì hiện tại đã quay lại cái mức đỉnh vào thời kỳ 2017 đến 2019 trong đó thì chỉ trong 3 tháng cuối năm tức là quý 4 cuối năm thì lượng vốn FDI đăng ký đã tăng vọt gấp đôi so với ba quý trước đó. Công nghiệp chế biến và sản xuất vẫn là lĩnh vực chính được các đối tác nước ngoài tập trung khi mà đầu tư vào Việt Nam. Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực công nghiệp chế biến và sản xuất tăng 39,9% so với năm 2022, trong khi FDI vào ngành bất động sản cũng là một cái điểm sáng khi đã chuyển sang tăng trưởng dương 4,8% so với cùng kỳ trong khi số liệu 11 tháng đầu năm vẫn đang âm 31,4%. Tỷ lệ thu hút FDI của Việt Nam so với GDP trong những năm vừa qua luôn duy trì ở cái mức ổn định và tăng trưởng trong khi con số này ở một số quốc gia lân cận như là Trung Quốc hay là Thái Lan và cả thế giới thì đang có các cái dấu hiệu là sụt giảm trong khoảng 3 năm trở lại đây. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 vừa rồi thì Việt Nam và Mỹ đã chính thức nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Ngay sau đó thì ngày 27 tháng 11, chúng ta tiếp tục đón nhận tin vui khi mà Việt Nam và Nhật Bản cũng đã ký văn bản đưa hai nước lên mức quan hệ cao nhất. Việc nâng cấp quan hệ với hai đối tác lớn và quan trọng là tiền đề để mở đường cho các cái dự án FDI từ các nước này tới Việt Nam. Nhật Bản hiện đang là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam với 15,8% tổng vốn FDI của các cái dự án đang còn hiệu lực. Bên cạnh đó thì hai nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam là Hàn Quốc với 18,3% và Singapore với 15,9%. Các khoản đầu tư từ Mỹ hiện tại chỉ đang chiếm 2,5% tổng vốn FDI vào Việt Nam và hứa hẹn sẽ tăng cường đầu tư nhiều hơn nữa trong những năm tới, đặc biệt là ở trong lĩnh vực bán dẫn và năng lượng tái tạo. Để đáp ứng được những cái nhu cầu đặc biệt từ phía đối tác cũng như là nâng cao cái năng lực cạnh tranh nhằm thu hút dòng vốn FDI mới thì Việt Nam cũng đã có những cái giải pháp rất là phù hợp để có thể là cải thiện được cái nội lực của quốc gia. Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ đầu năm 2023 vừa qua, chính phủ đã liên tục có những cái chính sách đẩy mạnh Đầu tư cơ sở hạ tầng nổi bật là tuyến cao tốc Bắc Nam và các dự án vành đai kết nối các cái vùng kinh tế trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. Điều này sẽ giúp cải thiện các cái chi phí logistics cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại nước ta. Theo số liệu năm 2020 thì cho thấy là chi phí logistics của Việt Nam còn khá là cao so với các nước lân cận như là Trung Quốc và Thái Lan, Indonesia và mặt bằng chung của các nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra thì chính phủ còn đưa ra những cái chính sách hỗ trợ và cam kết hướng tới các cái mức phát thải carbon bằng không vào năm 2050. Điều này sẽ giúp cho hàng hóa của Việt Nam đáp ứng được yêu cầu mới về môi trường của những cái thị trường nhập khẩu như là Mỹ và châu Âu. Trong cái bối cảnh chuyển đổi cơ cấu và rủi ro địa chính trị dai dẳng như hiện tại, cũng như là sự dịch chuyển kinh tế của Trung Quốc, các nhà sản xuất sẽ có động lực tìm kiếm những cái thị trường mới để đặt nhà máy hoặc là xem xét những cái chiến lược Trung Quốc cộng 1. Và Việt Nam là một trong những quốc gia cực kỳ tiềm năng và hưởng lợi rất lớn từ bối cảnh này. Việt Nam sẽ áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và để duy trì cái năng lực cạnh tranh trong thu hút FDI, Việt Nam tiếp tục thực hiện cơ chế ưu đãi đặc biệt đối với các nhà đầu tư và các cái dự án thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo, R&D và công nghệ cao. Điểm qua một số dự án FDI nổi bật trong năm 2023, ở đây thì chúng ta lọc được 4 tỉnh thành được đầu tư rất lớn. Thứ nhất là Hải Phòng với hai dự án LG Innotech 1,9 tỷ đô và dự án Ecovens với 0,5 tỷ đô. Thứ hai là Quảng Ninh với Zinco Solar 1,5 tỷ đô và dự án Lion Quảng Ninh Factory 0,69 tỷ đô. Bắc Ninh được đầu tư tổng cộng 1,65 tỷ đô với hai dự án Amcor Technology và Victoria Gentech. Ở phía Nam thì chúng ta có Vũng Tàu với dự án Hyosung của Hàn Quốc có vốn đầu tư đăng ký là 1 tỷ đô. Đây là một số các cái dự án sắp tới sẽ di chuyển nhà máy từ các quốc gia lân cận tới Việt Nam. Nổi bật chúng ta có dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình được đầu tư là 2 tỷ đô và một khu phức hợp thể thao vui chơi giải trí nghỉ dưỡng do tập đoàn của Malaysia đầu tư vào Cần Thơ có tổng vốn đăng ký là 1,4 tỷ đô. Các dự án đặt tại các tỉnh thành phố này sẽ là động lực tăng trưởng chính của kinh tế địa phương và sẽ giúp cho các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất khu công nghiệp tại các tỉnh thành này được hưởng lợi chính. Chúng ta điểm lại có 5 tỉnh thành bao gồm là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vũng Tàu và Thái Bình. Thì ở video kế tiếp TT sẽ chia sẻ với anh chị về một doanh nghiệp sở hữu quỹ đất khu công nghiệp rất lớn tại một trong những tỉnh thành phố này. Với tiềm năng tăng trưởng đột biến trong năm 2024 tới đây, anh chị có đoán ra được doanh nghiệp nào thì hãy bình luận ở phần bên dưới để cùng chia sẻ. Anh chị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của team. Anh chị muốn nhận chiến lược đầu tư sớm nhất, có thể tham gia nhóm khách hàng private cùng TT. Các anh chị đang có ý định mở tài khoản giao dịch tại VPS hoặc đã có tài khoản giao dịch tại VPS nhưng chưa có người hỗ trợ thì có thể lựa chọn đồng hành cùng Titi, điều kiện là có gắn ID tư vấn Z477 của Team và đặc biệt với những anh chị mà nạp lớn thì Team sẽ dành cho anh chị một quyền lợi độc quyền đó chính là chia sẻ và hỗ trợ anh chị xây dựng phương pháp đầu tư theo chu kỳ chung và giải hạn với mục tiêu lợi nhuận bền vững trên thị trường chứng khoán và cũng sẽ hỗ trợ anh chị quản lý danh mục đầu tư. Chào anh chị và chúc anh chị một ngày tốt lành.